Rồi chiều xin chào anh chị và các bạn ha. Hôm nay chiều sẽ quay và giới thiệu cho chị một chiếc Kia Sedona anh chị nha. Kia Sedona 2020 nha. Xe này được sản xuất là 2020. Xe chạy được 22.000 cây à. Chiếc xe này chị đang bán với giá là 1 tỷ 125 triệu thôi nha anh chị nha. Anh chị các bạn nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho chiều đến coi xe nha. Đó, xe thì nè, máy móc nguyên zin ha. Động cơ dầu 2.2 anh chị nha, động cơ dầu 2.2. Đó. Xe thì mua bán chiều cũng đã kiểm tra và test hết cái hạng mục cho anh chị rồi ha. Xe không tai nạn, không hợp nước, máy zin đồ chuẩn anh chị nha. Đó, đèn nè, đèn full led nha chị luôn, đèn chiếu xa chiếu gần, đèn led cản nè. Đó, có cảm biến luôn, đầy đủ ha. Có cam 360 cho anh chị luôn nè. Xe có lắp cam 360 luôn. Biển Đồng Nai ha. Thì chiếc xe này chị đang bán với giá 1 tỷ 125 triệu thôi nha anh chị nha. Anh chị các bạn nào quan tâm thì ghé xem. Đây là màu trắng nha. Màu trắng này là màu trắng thường nha. À, màu trắng camay anh chị nha. Màu trắng camay, trắng ngọc trai đó, gọi là trắng ngọc trai á. Vỏ xe còn cực kỳ dày luôn nha. Vỏ xe cực kỳ dày. Thì giá chiếc xe này sản xuất 2020 nha, giá 1 tỷ 125 triệu thôi. Anh chị các bạn nào quan tâm cái dòng Kia Sedona thì liên hệ trực tiếp cho chiều đến coi xe nha. Tắp bi cửa này nọ nè, còn đẹp ha. Nói chung là tất cả các chi tiết trong xe thì còn rất là đẹp nha. Xe thì có trang bị nè, sạc không dây nè, thắng tay điện tử tự động giữ thắng nè, sửa ghế nè, đó, sửa vô lăng nè, chìa khóa thông minh có động nút bấm nè, màn Android nè, camera hành trình trước sau nè. Nói chung xe này dường như là option đầy đủ ha. Điều hòa nè, điều hòa ba dùng độc lập, điều hòa ba dùng độc lập nha. Xe có camera 360 đầy đủ hết luôn, có cửa sổ trời toàn cảnh cho anh chị luôn, từ phía trước và phía sau luôn nè. Đó, và ghế da thì còn đẹp nè. Xe này mới chạy có hơn 20.000 cây thôi nha, hơn 20.000 cây thôi. Có một cái tẩu 12V 180W luôn nè. Option đầy đủ ha, option đầy đủ giá 1 tỷ 125 triệu ha. Cửa sổ trời nè. Đó, ghế nè. Xe thì nội thất thì cực kỳ rộng anh chị nha. Anh chị và các bạn nào đi gia đình mà yêu thích cái sự rộng rãi thì lấy cái chiếc Kia Sedona này được nè. Đó, nội thất thì cực kỳ rộng luôn. Đi gia đình, đi xa, đi nghỉ mát này nọ thì có cái chiếc Kia Sedona này thì không có gì để mà bàn cãi anh chị ha. Xe thì quá đẹp rồi. Option đầy đủ, cửa lồ điện luôn. Đây, cửa lồ điện hai bên luôn nha anh chị nha, hai bên luôn. Đó. Thì chiếc này chiều đang bán với giá là 1 tỷ 125 triệu nha. Xe còn thương lượng giá anh chị nha. Anh chị các bạn nào quan tâm thì cứ đến coi xe nha. Rồi mình đến đây mình bàn về một cái giá chốt anh chị nha. Cấp điện luôn nha anh chị nha, cấp điện luôn. Đây nè, bản là bản luxury nè. Đó, cấp điện nè. Có một cái khoang hành lý để đồ cực kỳ rộng anh chị ha. Đây, khoang hành lý để đồ cực kỳ rộng luôn. Cái này nếu mà mình đi thành viên khoảng 5 người á, 4 người mà cái hàng ghế thứ ba này không sử dụng, mình xếp xuống như đây luôn, là mình sẽ có một cái khoang để đồ siêu rộng anh chị nha. Một cái khoang hành lý để đồ siêu rộng luôn. Nói chung là tất cả các hạng mục chẳng hạn như là keo chỉ, khung xương, máy móc, gầm này nọ chị cũng đã kiểm tra hết cho anh chị rồi ha. Xe và khi mua bán ghi đảm bảo cam kết cho anh chị bằng văn bản luôn là xe không tai nạn, không gặp nước máy zin anh chị nha. Anh chị yên tâm sử dụng. Đó, xe đẹp. Cấp điện luôn. Đó. Chất xe thì còn rất là đẹp nha. Đó, đây là cái hông bên trái của xe nè. Cửa lồ điện nè. Xe thì có cảnh báo điểm mù nè. Cân bằng điện tử nè. Tăng độ sáng cho cái đồng hồ nè. Xe chạy 22.000 cây nha anh chị nha. 22.000 cây thôi. Có ga tự động đầy đủ hết luôn. Ga tự động màn Android nha. Camera 360. Sạc pin không dây dành cho điện thoại. Điều hòa ba dùng độc lập nha. Chìa khóa thông minh có động nút bấm. Vô lăng 22.000 cây còn rất là đẹp luôn nè. Rất đẹp luôn. Đó, năm sản xuất của xe này là 2020 nha anh chị nha. Đây. Năm sản xuất 2020 ha. Sedona 2.2 máy dầu. Xe thì 7 chỗ ngồi, nội thất thì cực kỳ rộng luôn. Đó. Anh chị các bạn nào quan tâm thì cứ đến xem nha. Những cái nút bấm nè, tắp bi cửa này, các chi tiết trong xe còn rất là đẹp anh chị nha. Các chi tiết trong xe còn rất là đẹp luôn. Rồi chiều cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn nào quan tâm cái dòng Kia Sedona này thì cứ đến coi xe nha. Đến coi xe rồi mình bàn về một cái giá sau nha. Giá chiều đang bán là 1 tỷ 125 triệu nha anh chị nha. Rồi anh chị các bạn nào lần đầu vào kênh thì mình nhớ bấm đăng ký kênh ha, để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ đã qua sử dụng anh chị nha. Chị xin chào nha và hẹn gặp lại anh chị ở những video clip tiếp theo anh chị nha.